Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tác hại của việc để công an quản lý kinh tế Ngày 16 tháng 7, AFA Tiếng Việt bình luận, Bộ trưởng Công an chỉ đạo kinh tế hai địa phương, Đà Nẵng và Hưng Yên, quan ngại về tác hại. AFA đề cập đến việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định phân công nhiệm vụ quản lý kinh tế đối với tân Bộ trưởng Công an Lương Tâm Quang ở Đà Nẵng và Hưng Yên, làm dấy lên những lo ngại về sự khuynh lót của Bộ Công an khi cựu Bộ trưởng Công an, ông Tô Lâm, vừa lên nắm chức chủ tịch nước. AFA dẫn nhận xét của một cụ công an cho rằng khi Thủ tướng Phạm Minh Chính phân công cho Thượng tướng Lương Tâm Quang làm việc với Đà Nẵng và Hưng Yên như vậy, tức họ sẽ mở rộng cái quy định cho những địa phương này phát triển và bóp chặt những địa phương khác, khoan cho phát triển. Khi Đà Nẵng và Hưng Yên phát triển theo ý họ rồi, thì họ tha hồ tung hô nhau rằng công an thành công như thế nào trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, để từ đấy lấn qua cả giáo dục, y tế, giao thông, nói chung là một xã hội công an trị. Và đây là hình bài trên AFA. AFA cho biết việc phân công mới này cũng gây ra thắc mắc về vai trò và nhiệm vụ của các ban ngành trong chính phủ Việt Nam hiện nay, khi chức năng nhiệm vụ của Bộ Công an theo quy định là bảo vệ an toàn, trật tự xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia. AFA dẫn đánh giá luật sư Đặng Đình Mạnh cho rằng, điều đó cho thấy vị thế khuynh loát tuyệt đối của Bộ Công an trong giai đoạn hiện nay. Về phương diện pháp lý, Bộ Công an vẫn chỉ là một trong các bộ, thành viên Bộ Chính phủ, đứng đầu là Thủ tướng, người lãnh đạo cao nhất. Nhưng trong thực tế, Bộ Công an đã hoàn toàn khống chế toàn bộ hệ thống quyền lực chính trị, bao gồm cả Bộ Chính trị và các ban đảng trung ương. AFA dẫn tiếp nhận định của Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Huy Vũ ở Na Uy rằng, sở dĩ có sự lớn mạnh của hệ thống công an trị trong chế độ Cộng sản là do sự thiếu vắng những lãnh đạo có tầm ảnh hưởng ngay bên trong đảng Cộng sản bên cạnh sự lớn mạnh của nền kinh tế và sự trưởng thành và nhận thức của người dân nói chung. Một hiện tượng dễ thấy trên chính trường Việt Nam hiện nay đó là sự thống trị của lực lượng công an. Ông chủ tịch nước và ông thủ tướng đều có gốc công an. Vì giới lãnh đạo là công an nên họ dễ dàng nói chuyện và làm việc với giới công an, những người trong lĩnh vực của họ hơn. Kết quả là công an được cất nhắc đảm nhận nhiều vai trò hơn trong xã hội. Và đây là hình Bộ trưởng Công an Lương Tâm Quang. Theo AFA, trên thực tế, Bộ Công an cũng tham gia làm kinh tế, cũng giống như Bộ Quốc phòng ở Việt Nam. Một bài báo vào năm 2017 trên tờ Công an Nhân dân cho biết, Bộ Công an vào lúc đó đã có 10 doanh nghiệp với tổng số vốn nhà nước hơn 1.200 tỷ đồng. Trong số các doanh nghiệp này, tổng công ty viễn thông toàn cầu được cho là phát triển mạnh mẽ nhất. AFA dẫn nhận định của chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành cho rằng, về Bộ Công an, làm kinh tế không phải là chức năng, nhiệm vụ của họ ăn thua là thế mạnh thực tế chứ không phải là thế mạnh về công quyền tiến sĩ nguyễn huy vũ cho rằng việc bộ công an quản lý kinh tế sẽ gây tác hại cho việt nam ông nói một hậu quả lớn của chế độ công an trị đó là kinh tế sẽ đi vào bế tắc giới công an được đào tạo chỉ để trấn áp và kiểm soát xã hội họ không quen với tư tưởng tự do và thúc đẩy sáng tạo một nền kinh tế sẽ không thể tiến lên nếu nó không có sáng tạo và một xã hội sẽ không thể sáng tạo nếu nó không có tự do hậu quả của việc công an cầm quyền nó sẽ lớn vô cùng và cái tai hại lớn nhất đó là nó sẽ khiến đất nước lỡ một cơ hội vàng để đưa Việt Nam trở thành một nước có thu nhập cao trong vòng 20 năm tới và lúc mà mức dân số vàng của Việt Nam vừa chấm dứt. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tác hại của việc để công an quản lý kinh tế. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. 6 người Việt chết do ngộ độc tại một khách sạn ở Bangkok Ngày 16 tháng 7, BBC Tiếng Việt cho hay 6 người Việt chết trong khách sạn năm sao ở thủ đô Bangkok. BBC dẫn thông tin từ buổi họp báo có sự tham gia của Thủ tướng Thái Lan vào tối ngày 16 tháng 7 cho biết, vào lúc 16 giờ cùng ngày, có 6 người được phát hiện đã chết trong một căn phòng của khách sạn Jen Heas Irawan ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Và đây là hình bản tin trên BBC. Những người này được xác định gồm 4 người Việt Nam và 2 người Mỹ gốc Việt, có 3 nam và 3 nữ. Theo BBC, cảnh sát nghi ngờ họ đã tử vong vào khoảng sau 13 giờ 55 ngày 15 tháng 7. Cảnh sát tình nghi có thể còn một người Việt Nam thứ bảy nhưng chưa rõ tung tích người này. Không có vết thương nào được tìm thấy trên cơ thể của các nạn nhân. BBC dẫn báo chí Thái Lan cho hay, các nạn nhân được xác định là chết do trúng độc, có thể là Sianua. Hai người mang quốc tịch Mỹ chết là John Serin, 56 tuổi, và Đặng Văn Hùng, 55 tuổi. Bốn người Việt Nam chết là Nguyễn Thị Phương Lan, 47 tuổi, Phạm Thanh Hồng, 49 tuổi, Trần Thị Phú, 37 tuổi và Nguyễn Thị Phương, 46 tuổi. BBC dẫn lời trung tướng Thi Tin của cảnh sát Bangkok cho biết, những người này đã đến khách sạn vào hai ngày là ngày 13 và 14 tháng 7. Họ nhập cảnh vào Thái Lan vào các thời điểm khác nhau. Bà Serin đến ngày 5 tháng 7, ông Đặng Văn Hùng đến vào ngày 7 tháng 7, bà Nguyễn Thị Phượng Lan đến vào ngày 4 tháng 7, ông Phạm Thanh Hồng và ông Trần Đình Phú và bà Nguyễn Thị Phương đến vào ngày 12 tháng 7. Và đây là hình những ly trà có ít cặn ở đáy ly trong phòng các nạn nhân. BBC tiếp tục dẫn thông báo của cảnh sát Thái Lan cho biết, không có dấu hiệu đánh nhau hoặc cướp. Công tác khám nghiệm tử thi đang được tiến hành để xem những người này đã ăn gì. Có tổng cộng 6 ly đồ uống, ở đáy mỗi ly đều có một ít cặn. Trung tướng Thiti nói rằng, có khả năng vụ việc đã được thực hiện từ bên trong phòng, ai đó đã trốn trong phòng. Có 7 người đã đặt chỗ, 5 người đã nhận phòng và 6 thi thể đã được tìm thấy. 5 người chết khớp với hồ sơ của khách sạn nhưng người thứ sáu thì không và người thứ bảy không được tìm thấy. Có 6 ly rượu và DNA lấy từ các loại đồ uống này trùng khớp với những người đã chết. Trong phòng vệ sinh, người ta tìm thấy một ít trà cùng với nước tăng lực và mật ong. Thức ăn không hề được đụng vào. Một số khách dự kiến trả phòng chiều hôm qua đã thu dọn hành lý từ tầng 7 xuống phòng ở tầng 5. BBC cho biết cửa bị khóa từ bên trong khi dọn phòng tìm cách vào phòng. Cảnh sát đang tìm kiếm người thứ bảy và sẽ điều tra lý lịch của tất cả những vị khách đã chết. Và đây là hình bàn thức ăn vẫn còn nguyên, không ai động vật. Hành lý được tìm thấy trong phòng sẽ được khám xét và xem liệu có thể sử dụng làm bằng chứng hay không. Tất cả các phòng đã được lên kế hoạch trả phòng vào ngày 15 tháng 7. BBC dẫn lời một cảnh sát bác bỏ các thông tin trước đó trên một số hãng tin của Thái Lan cho rằng 6 người này đã chết sau một vụ bắn súng. BBC cũng cho biết Thủ tướng Thái Lan đã yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn cấp xử lý vụ việc, không để ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia và ảnh hưởng đến tâm lý du khách. BBC dẫn lời Thiếu tướng Thiradet cho biết, các cuộc điều tra ban đầu tại hiện trường cho thấy họ bị ngộ độc với dấu vết về việc đã uống trà hoặc cà phê. Tuy nhiên, cảnh sát cũng đã xem xét một số nguyên nhân gây tử vong. BBC dẫn thông báo của cảnh sát, theo đó cảnh sát phát hiện 6 thi thể này trong khách sạn Jenhiat, Irawan, sau khi nhận được cuộc gọi từ nhân viên khách sạn vào khoảng 17 giờ 30 giờ Việt Nam. BBC cho biết thêm, khách sạn này có hơn 350 phòng và nằm trong một khu vực sầm út thu hút đông đảo du khách. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin 6 người Việt chết do ngộ độc tại một khách sạn ở Bangkok. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.